là nào, đã đi là cưới, đã vào là không, đã quyết là quyết một lòng, đã phóng là đồng, đã vùng là hết, đã đặt thật từ dưới lên trên và đã truyền truyền cả bốn bên phương trời. Xin cảm ơn. Từ đầu chương trình đến bây giờ tôi thấy rằng tôi đang cố gắng để làm chọn cái vai trò người dẫn chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay.
Nhưng mà cho đến giờ phút này, sau khi anh bước lên sân khấu, anh xin diễn đàn 3 phút nhưng mà anh lấy của tôi là 4 phút 8 đó. Thì tôi cảm thấy rằng hình như là tôi đang đứng sai chỗ. Tôi đã đứng sai chỗ bởi vì thưa quý vị và các bạn, tôi những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì với những người bước lên sân khấu cầm micro và nói một tiếng thôi, chúng tôi biết khả năng có thể chính xác hoặc không chính xác, nhưng phần chính xác sẽ nhiều hơn. Chính vì vậy mà khi anh Hiếu cầm mic nói và nhất là cất lên giọng ca thì tôi thấy rằng hình như tôi đứng không đúng chỗ, thế mới đau em.